Thưa sư, càng hành thiền con thấy càng ít tiếp xúc với mọi người, ít giao tiếp, tránh xa khỏi những nơi ồn ào như tiệc, tổ chức cưới, những nơi ồn ào náo nhiệt. Chỉ thích sống thanh vắng, yên tĩnh, con thấy có gì đó hơi khác người. Con hành thiền như vậy có sai không ạ? Con xin cảm ơn sư. Thưa quý vị, là bản thân việc hành thiền nó đã là một trạng thái yêu cầu sự độc cư. Sự độc cư ở đây tức là có sự tránh xa việc quần tụ đám đông để làm những việc bất thiện. Sự độc cư ở đây có nghĩa là dù cho 100 vị tỷ kheo, 1.000 vị tỷ kheo, 5.000 vị tỷ kheo cùng ngồi lại với nhau, nhưng các vị đó vẫn yên lặng tập trung thiền định, đi đứng trong tĩnh lặng, đi đứng trong chánh niệm, thì đó vẫn được gọi là độc cư. Còn khi hai người, dù chỉ có hai người thôi, hoặc dù chỉ có một mình thôi, nhưng mà đầu óc của mình ưa thích sự ồn ào náo nhiệt. Thí dụ ha, chúng ta chỉ có một người mà chúng ta mở YouTube, chúng ta mở TikTok lên đó, rồi nghe những cái bài ca nhạc, xem kịch, xem hài, thì đó không gọi là độc cư. Sư lặp lại, dù cho chúng ta ở một mình trong rừng mà chúng ta mở YouTube, mở phim lên coi, thì đó cũng không gọi là độc cư. Mà 10.000 vị cùng ngồi với nhau tập trung thiền định, đi đứng trong chánh niệm, sinh hoạt trong chánh niệm, đó vẫn gọi là độc cư. Cho nên việc hành thiền thì bản thân nó đã là một việc yêu cầu sự độc cư, thanh vắng.